trở lại với sân khấu của Trung tâm Điện tử Hạnh Phương trong buổi chiều ngày hôm nay nào. Vâng, sau mỗi ngày lao động mệt nhọc thì buổi chiều chúng ta trở về với không gian gia đình, với những phòng khách rất là sang trọng để chúng ta cùng thư giãn và cùng hưởng thụ cái thành quả của ngày lao động rất là mệt nhọc và xả chép. Thì ngày hôm nay mời các bác hãy cùng trải nghiệm với bộ khúc hình âm thanh mà anh Phương đang set up cho bác Tấn ở bên Lâm Đồng. Hiện tại thì anh Phương đang sử dụng chế độ nghe nhạc remix, tiếng bát nó đầy và nó tròn và nó mạnh mẽ. Chuyển sang chế độ nghe nhạc Boro các bác nhá. Đấy, để các bác cùng nghe. Hiện tại thì trên hệ thống âm thanh này anh Phương sẽ lắp đầy đủ các chế độ cho các bác có thể vừa nghe nhạc vừa hát karaoke rất là hay. Đấy. PS chờ sách mới. PS yêu thích trà xanh. PS chờ sách mới. Đồng thời cái lời ca của ca sĩ nó sẽ ngọt hơn và dẻo hơn rất nhiều. Đây một phong thư xanh trao đến người để quên đi những đêm quân trường sầu cô đơn hiu quạnh, vùi đầu bên chén trà tìm đọc thư em. Ok, như vậy là các bác đang trải nghiệm một bộ dàn karaoke gồm có một đôi loa 215 Pro. Dòng loa này thì là dòng loa mà đã có chip Pro thì các bác biết rằng đời nó cao hơn hẳn so với dòng loa thường rồi các bác ạ. Với cấu hình một bát 40, một chép kèn titan và đặc biệt là cái họng này chúng ta thấy là họng liền khối luôn, cho nên là cái âm sắc của nó lan tỏa rất là tốt, liền khối bằng hợp kim composite luôn các bác. Thùng được thiết kế bằng vỏ gỗ, được bọc dạ rất là đẹp. Mặt khác thì với cặp loa này thì chỉ có sản xuất tại Mỹ. Hàng nhà em thì bao zin tuyệt đối. Bác Tấn thì ở trong Lâm Đồng cũng đã đi xe khách từ trong đó vượt ra đến đây khoảng độ hơn
gần 2.000 cây số để mua được một bộ mang về rồi. Và anh em ở trong đấy chơi thì cảm thấy rất là hay, cho nên là ngày hôm nay quyết định đầu tư thêm một bộ nữa cho anh em bạn bè ở trong. Một con súp TD Tai Chi bát 40 từ 22 coi 100 đánh tiếng bát rất hay. Và quan trọng nhất đó là cái kỹ thuật setup vang của anh Phương thì nhiều bác cảm thấy là rất là hài lòng. Một bộ dàn máy combo rất là đẹp mắt, một con đẩy ADH với công suất 1200W. Các bác để ý thấy rằng là mặt thiết kế của nó cực kỳ đẳng cấp. Đấy, mặt thiết kế bằng gọi là mặt meca đẹp và có cửa thoát gió điều hòa luôn, 4 kênh và có màn hình hiển thị. Đấy. Một chiếc quản lý nguồn của hãng JD Pro. Con này thì các bác nhìn nó thiết kế từng CMC cũng như là cái màu sắc rồi là sự đồng bộ của nó thì tuyệt vời luôn. Một con vang số QSC được setup với 6 chế độ nghe nhạc và HK khác nhau và một bộ mic JD Pro MI 12. Đấy, một combo như thế này với mức giá đầu tư của nó chỉ khoảng hơn 30 triệu thôi các bác. Hơn 30 triệu chúng ta có một bộ karaoke đẳng cấp đầy đủ, không thiếu. Và đặc biệt nhất anh Phương vẫn đánh giá rất là cao, đó là về cái kỹ thuật setup để các bác có một bộ dàn âm thanh hay nhất và chất lượng nhất. Đấy, bây giờ mời các bác hãy cùng trải nghiệm anh Phương một vài cái chế độ hát để các bác cùng trải nghiệm nào. Đầu tiên chúng ta sẽ thử cái tiếng echo reverb trước, chế độ số 1. Đấy. Tiếng mic echo rất là dẻo đây. 2, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6. Chế độ này là dành cho tất cả những bác nào khi cầm mic cũng đều hát được hết. Bởi vì là chế độ này là chế độ phổ thông, ai cũng có thể hát được. Và thường là dành cho những bản tình ca ngọt ngào, ví dụ như bolero nhẹ nhàng thanh thoát. Đấy. Ví dụ như là những cái bản tình ca quê hương hoặc là bolero hát rất là hay các bác ơi. Đây nha, anh Phương thử cho các bác nghe này. Ví dụ như này. Không nhiều tiền lắm nhưng mà nó rất là hay. 2, 3, 9, 10. Tiếng mic dày, effect rất là dẻo. Dòng revert các bác ơi, dành cho những bác nào mà hát gọi là hát tốt, hát những bản gọi là tiết tấu nhanh. Đấy, tiếng revert của nó rất là sang. À đi. 2, 9, 10, 4, 5, 6, 2, 3, 9, 10. Những bản có tiết tấu nhanh, ví dụ như là bản bài tango cho em karaoke chẳng hạn, như thế này chẳng hạn. Đấy. Yeah.
bác thấy sao? Đấy, anh Phương cũng dành khá nhiều thời gian để setup các chế độ cho các bác chơi, bởi vì là một con vang số này nó giống như một cục đất nặn đấy các bác. Đấy, đưa cho người có kỹ thuật tốt mà người gọi là chịu thương chịu khó như bọn em chẳng hạn, thì chúng ta có được một bộ dàn máy nó rất là chi tiết. Nhưng mà đưa cho một người gọi là lười chẳng hạn hay là vụng chẳng hạn thì nặn không dành thù gì cả. Đây, 9 người. Đấy. Cho nên là các bác lưu ý cho em là cái này nó phụ thuộc vào cái cá nhân của người setup các bác nhé. Các bác nào mà đầu tư thì alo cho em ạ. Các bộ dàn máy như này nhà em rất là nhiều. 2, 9, 10, 5, 4, 5, 6. Đấy, tiếng mic chế độ revert của nó rất là hay. Đấy, những bản tình ca ví dụ như này chẳng hạn. Ví dụ như là hát về quê hương đất nước. Đấy. Những bài này nó tiết tấu nó nhanh. Thì các bác có thể sử dụng cái chế độ revert hát nó sướng và nó rõ nét. Đấy. Hai, ba, chín mươi. Chế độ này thì yêu cầu cái người phải hát tốt, hơi dài và khả năng đến đấy điều khiển tốt thì là hát chế độ revert rất là sướng. Ca sĩ hát trên TV là hát revert đấy. Đất nước tôi thon thả dòng đàn bầu nghe dịu nỗi đau của mẹ, ba lần tiến con đi hai lần khóc thầm lặng lẽ, các anh không về mình mẹ lặng. Ok, một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn tới bác Tấn. Chúc bác cùng gia đình luôn luôn có nhiều sức khỏe, cũng như là gặt hái được nhiều thành công và mùa màng bội thu. Đặc biệt là trong đó cái vùng cà phê sầu riêng của bác thì một năm thu đâu đó có tiền tỷ thôi, chứ đâu có nhiều đâu. Và chúc các bác có nhiều cái giây phút thư giãn bên kênh của anh Phương. Bác nào lần đầu tiên theo dõi kênh thì xin mời các bác cùng nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Bộ dàn máy này tí nữa anh Phương cộng, anh Phương để ở trên tiêu đề về giá thành các bác nhé. Nó khoảng hơn 30 triệu một xíu. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.